Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đề xuất sẽ tạo làn đường dành riêng hoặc là ưu tiên cho xe đạp, đồng thời sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị hay xe buýt. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn hai tuyến đường dọc sông Tô Lịch, đoạn ngã tư Sở đi Cầu Giấy và đường xung quanh công viên Hòa Bình, Hoàng Minh Thảo để thí điểm làn dành riêng cho xe đạp. Sở Giao thông Vận tải sẽ tạo làn dành riêng hoặc ưu tiên cho xe đạp để xe lưu thông được an toàn, thuận lợi. Đồng thời, tuyến được lựa chọn thí điểm sẽ kết nối với các hệ thống vận tải hành khách công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt, trạm xe đạp công cộng dọc theo sông Tô Lịch từ ngã tư Sở đi Cầu Giấy. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ chuyển tuyến từ dành cho người đi bộ thành cho xe đạp và đi bộ. Đường cho xe đạp đi 2 chiều rộng 3 mét, nằm sát bờ sông, đường cho người đi bộ rộng 1 mét. Tuyến có khả năng kết nối với ga láng của đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông và ga số 8 của tuyến metro Nhổn ga Hà Nội thông qua đường xe đạp đi chung trên đường láng. Trên tuyến thí điểm số 2 đi trên hè xung quanh công viên Hòa Bình và đường Hoàng Minh Thảo sẽ là đoạn đường dài 1.817 mét, rộng 7 mét, đủ điều kiện tổ chức làn ưu tiên xe đạp phục vụ cho hoạt động của công viên cũng như kết nối với các tuyến đường khác.